Hello, chào mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh YouTube của My. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ cho mọi người lựa chọn một trong hai tụ bài và đón nhận một cái thông điệp ngẫu nhiên bất kỳ mà mình lắng nghe được hoặc là cảm nhận được từ những cái lá bài mà mình trải ra. Và những cái thông điệp đó có thể sẽ là một cái lời giải đáp cho một cái khúc mắc, một cái thắc mắc nào đó của các bạn hiện tại, hoặc là một cái sự gợi ý nho nhỏ về một cái cách để giải quyết một vấn đề nào đó, tháo gỡ một cái khó khăn, hoặc là tìm ra một cái hướng đi nào đó cho các bạn trong cái thời điểm tiếp theo. Có thể nó về công việc, hoặc là về học tập, hoặc là về các mối quan hệ, chuyện tình cảm, vân vân, bất kỳ một cái lĩnh vực nào mà các bạn cảm thấy là có cái sự kết nối nhất. Thì ok, bây giờ chúng ta hãy lựa chọn một trong hai tụ bài dựa theo một trong hai bức tranh sau đây và đón nhận cái thông điệp ngẫu nhiên ngày hôm nay nhé. Hello các bạn, chọn tụ số 1 là các bạn đã chọn bức tranh đầu tiên. Và bây giờ thì mình sẽ cùng trải bài và kết nối năng lượng với các bạn để xem là cái thông điệp ngẫu nhiên tại thời điểm này dành cho các bạn là gì nhé. Kết nối năng lượng với các bạn chọn tụ số 1. Kết nối năng lượng với các bạn chọn tụ 1. Thông điệp ngẫu nhiên dành cho các bạn chọn tụ 1 trong thời điểm này là gì? Kết nối năng lượng với các bạn chọn tụ 1. Thông điệp mà các bạn cần nghe lúc này. Bạn có 7 ly. Các bạn có The Magician. Các bạn có 5 kiếm. Ok. Các bạn có 2 kiếm. Và các bạn có The Hierophant. Đối với các bạn chọn tụ 1 ấy, thì cái thông điệp ngẫu nhiên mà mình nghe được ở trong cái trải bài này ấy, là các bạn hãy lắng nghe chính bản thân mình để mà đưa ra được những cái quyết định đúng đắn nhất cho bản thân bạn tại thời điểm hiện tại và thời điểm sắp tới. Tức là sao? Mình cảm thấy rằng các bạn tụ một là những người mà khá là giỏi trong cuộc sống ấy. Có thể các bạn là những người rất là thông minh. Các bạn rất là thông minh. Các bạn có cái khả năng để mà làm rất là nhiều thứ. Như kiểu là một số bạn thì vừa giỏi về nghệ thuật này, vừa giỏi về những cái lĩnh vực như là kinh tế, xong lại vừa giỏi về nấu ăn, lại có những cái tài lẻ. Hoặc là một số người khác thì vừa giỏi trong công việc mà giao tiếp xã hội cũng giỏi, rồi thì có thể cùng một lúc làm được nhiều việc khác nhau đấy. Rồi một số người thì rất là tháo vát đảm đang. Tức là mình thấy các bạn tụ một ấy là những người mà có khá nhiều những cái khả năng ở bên trong các bạn. Nhưng mà bởi vì là cái sự mà giỏi giang này của các bạn ấy, nó vừa là một cái lợi thế mà nó lại vừa là một cái bất lợi các bạn. Nó lợi thế ở cái chỗ là các bạn có thể làm được rất nhiều việc, các bạn có rất nhiều sự lựa chọn trong cuộc sống, các bạn không bị bó buộc vào trong một cái hoàn cảnh nào cả. Đấy, nếu như mà công việc này hoặc là cái lĩnh vực này các bạn cảm thấy là nó không thực sự phù hợp cho bản thân mình thì các bạn hoàn toàn có thể chuyển sang một cái lĩnh vực mới, và các bạn có thể học hỏi rất là nhanh. Dù các bạn có đến môi trường nào, các bạn có học tập một cái gì ấy, thì cái khả năng thích ứng, khả năng thích nghi, khả năng tiếp thu của các bạn ấy nó rất là nhanh, và các bạn sẽ rất nhanh trở thành những cái người mà giỏi giang trong cái lĩnh vực đấy, có kỹ năng tốt trong cái lĩnh vực đấy và được coi trọng, có tiếng nói ở trong cái lĩnh vực đấy. Tức là mình thấy các bạn rất là nhanh nhẹn và các bạn có một cái tư duy rất là tốt, có những cái khả năng, có những cái sự nhanh nhạy ấy. Đấy. Cho nên là dù ở môi trường nào thì các bạn cũng có thể sống tốt và phát triển tốt được. Đấy là cái điểm lợi thế của các bạn tụ một. Tuy nhiên ấy, cái sự bất lợi ở đây ấy, tức là mặc dù các bạn đang có rất nhiều lợi thế trong mình như thế, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì các bạn lại, nó lại gây ra cho các bạn cái sự hoang mang ấy. Các bạn đang như đứng giữa một cái ngã 5, ngã 7 với rất nhiều những cái sự lựa chọn khác nhau, và các bạn không biết được là mình nên đi theo hướng nào. Kiểu như là các bạn
vừa có khả năng diễn thuyết và các bạn thấy mình có thể làm giáo viên, các bạn vừa giỏi tiếng Anh và các bạn cảm thấy là mình có thể làm những công việc về tiếng Anh, ví dụ như đi dạy tiếng Anh chẳng hạn, và đồng thời thì các bạn cũng có những cái tấm bằng về kinh tế hoặc là về luật hoặc về ngân hàng đi, và các bạn cũng là một cái tấm bằng rất là xuất sắc, rất là giỏi chẳng hạn, và các bạn cũng có thể lựa chọn cái công việc đấy đấy. Nhưng mà khi mà các bạn đưa ra cái sự lựa chọn rằng là bây giờ tôi sẽ đi theo hướng nào, thì các bạn lại cảm thấy là hướng nào mình cũng có thể làm được một chút, nhưng mà để mà đi sâu vào đủ tự tin để mà gọi là bắt tay với nó ngay tại thời điểm hiện tại ấy, thì cái hướng nào bạn cũng cảm thấy hơi bị rụt rè một chút, chưa thực sự là đủ tự tin, hoặc là dù có đủ tự tin đi chăng nữa thì dù có tham gia vào cái lĩnh vực nào, cái tổ chức nào ấy, thì các bạn cũng cảm thấy là trong đó vẫn có những cái mà nó không thực sự tốt cho các bạn, không thực sự phù hợp với các bạn. Các bạn vẫn nhìn ra được những cái hạt sạn ở trong những cái sự lựa chọn đấy, và đó chính là cái điểm bất lợi khiến cho các bạn không thể lựa chọn được một cái nào ở trong thời điểm hiện tại. Có một số người thì đang phân vân giữa việc là nên đi học tiếp hay là nên đi làm. Nếu mà làm thì nên làm cho công ty hay là tự mình làm riêng. Đấy, có một số người mình cảm thấy là các bạn cũng đã làm trong những cái tổ chức kiểu đi làm thuê ấy, một thời gian rồi, và bây giờ là cái thời điểm mà các bạn đang cảm thấy là bản thân mình có nhiều khả năng hơn thế, và mình có thể làm được nhiều hơn thế, có thể có được sự tự chủ nhiều hơn thế, có được cái thu nhập tốt hơn thế chẳng hạn, và các bạn muốn bứt ra các bạn làm riêng. Nhưng mà đâu đó trong các bạn vẫn có những cái sự chưa thực sự đủ tự tin, các bạn vẫn đang ở trong cái vòng tròn an toàn. Và chính vì như vậy nên là bạn chưa đưa ra được cái sự quyết định cho mình. Bạn nhìn đâu ấy, mình thấy cái thời điểm này bạn đang nhìn vào đâu, bạn cũng chỉ đang tập trung vào cái sự chưa tốt của nó thôi, cái mặt bất lợi của nó thôi. Bạn nhìn đâu bạn cũng cảm thấy em ngại, em sợ bởi những cái điểm mà nó là cái thử thách, nó là cái khó khăn. Đấy. Và đồng thời ấy, thì xung quanh các bạn ấy có rất nhiều những cái ý kiến trái chiều nữa. Khi mà các bạn đem cái câu chuyện của mình ra, các bạn chia sẻ với người khác, hoặc là các bạn tìm kiếm cái lời khuyên từ bên ngoài ấy, thì các bạn mình thấy rằng là bạn nhận được nhiều cái ý kiến khác nhau. Có người bảo bạn nên như thế này, có người bảo bạn nên như thế kia. Và một cái hướng khi mà bạn đang rất là hứng thú với nó, và một hồi bạn tìm hiểu về nó, thì bạn thấy được rằng người ta có những cái nhận xét như thế này như thế kia, những cái luồng trái chiều, và nó khiến cho các bạn ở trong hiện tại ấy, đúng như kiểu là cái lá, cái năng lượng của lá hai kiếm và lá bảy ly ấy, là các bạn chỉ thấy toàn những cái khó khăn và những cái thách thức thôi, trong khi các bạn không hề nhận thấy ra rằng là thực ra ấy, cái gì, sự lựa chọn nào, công việc nào hay là bất kỳ một cái gì, nó đều có hai mặt, nó đều có những cái điểm tốt và điểm cần phải khắc phục, nó đều có những cái mặt thuận lợi và nó đều có những cái mặt bất lợi. Đấy, nó đều có những cái kết quả rất là huy hoàng nếu như mà các bạn đạt được đến, chạm được đến cái thành công. Và để mà chạm đến cái thành công đấy thì nó đều có những cái góc khuất đằng sau, nó đều có những cái sự đánh đổi, nó đều có những cái sự mà phải hy sinh, phải nỗ lực, hoặc là có những cái thử thách mà các bạn phải vượt qua. Thì các bạn mới chỉ đang tập nhìn vào những cái mặt bất lợi và những cái khó khăn đấy, mà các bạn lại chưa thực sự, thứ nhất là chưa thực sự hiểu được hết về cái khả năng của bản thân. Mình thấy có nhiều bạn ở đây ấy, cái khả năng của các bạn ấy nó cao hơn với cái thời điểm hiện tại này. Các bạn hiểu về bản thân mình rất là nhiều, tức là bạn chưa thực sự hiểu về bản thân mình. Đấy, bạn nghĩ rằng bạn mới chỉ có thể làm được đến thế này, nhưng mà thực ra thì các bạn có thể làm được nhiều hơn thế cơ. Cho nên là cái khả năng của các bạn ấy, nó có thể ở mức 9, mức 10, nhưng mà các bạn mới chỉ dừng lại, bạn mới sử dụng được có mức 4, mức 5 cái khả năng của mình thôi. Và các bạn chưa dám thử sức. Một là bởi vì các bạn sợ thất bại, và hai là bởi vì các bạn, một số bạn thì mình thấy còn kiểu là bị trì hoãn ấy. Đấy, có một số bạn thì các bạn rất là sợ thất bại ấy, các bạn chỉ đang ở trong cái vòng tròn an toàn thôi. Đấy, bạn thừa, ví dụ như là bạn thừa sức có thể xin cái công việc đó đi,
phỏng vấn vào công việc đó, công ty đó, nhưng mà bạn lại sợ rằng là mình phỏng vấn trượt thì sao, thành ra là bạn không dám ngay từ cái vòng gửi đơn, bạn đã không dám gửi rồi chẳng hạn thế đấy. Hoặc là ví dụ như là một số bạn khác ấy, thì các bạn thừa biết là mình có thể làm được, nhưng mà bạn lại kiểu bị gọi là cái sự sức ý ấy nó lại hơi lớn đấy, và thành ra các bạn cứ nghĩ là thôi để một thời gian nữa rồi làm kiểu như vậy, hoặc để mai rồi làm, mai rồi tính đấy. Còn một số bạn khác ấy thì các bạn lại kiểu là ngược lại với cái hướng mà các bạn thiếu tự tin ấy, thì các bạn lại tự tin quá, thành ra là các bạn nhìn vào cái gì các bạn cũng thấy là mình phải xứng đáng hơn thế, cái đấy nó chưa đủ tốt với mình, cái đấy nó không xứng đáng với mình. Thành ra là dù các bạn ở trong cái thái cực nào ấy, nếu như mà nó thiên về một cái thái cực nào đó quá thì nó cũng dẫn tới là các bạn cứ đứng mãi tại chỗ thôi, và các bạn không thể chọn ra được một cái gì là tốt cho bản thân cả. Cộng với cái việc các bạn lắng nghe những cái lời ý kiến từ xung quanh nữa, và thế là các bạn cứ, mình thấy nó có một cái câu trong đầu mình là đẽo cày giữa đường ấy. Mình thấy các bạn có rất nhiều người giỏi nhưng mà làm cái gì cũng chỉ dở chừng một thời gian, thì sẽ bởi vì những người giỏi ấy thì người ta sẽ hay có rất nhiều những cái sự hứng thú, và người ta luôn thích hứng thú với những cái sự mới lạ ấy đấy. Cho nên là nếu bạn giỏi nhưng mà bạn không đủ kiên nhẫn thì bạn lại làm mọi thứ nó chỉ một chốc một lát thôi, sau đó bạn sẽ bị cuốn vào với những cái thứ mới hơn, và thế là bạn lại bỏ cái thứ này và bạn sang cái thứ kia. Hoặc là khi mà gặp phải quá nhiều khó khăn ấy thì các bạn cảm thấy là nản và cảm thấy là tại sao mình phải khổ sở như thế này, để mình xứng đáng với những thứ tốt hơn, thì các bạn lại bỏ cái thứ đấy đi và tìm ra một cái mới. Thành ra là nó cứ luôn luôn ở cái trạng thái lưng chừng của tất cả mọi thứ. Đấy là cái mà mình cảm thấy được cái hiện tại cuộc sống các bạn nó đang là như thế. Thì cái thông điệp dành cho các bạn thuộc một ấy, mình lắng nghe được ở đây ấy, là thứ nhất là các bạn cần phải, đầu tiên ấy là phải nghe chính bản thân mình, lắng nghe chính bản thân mình để đưa ra được cái quyết định của mình. Với rất nhiều những cái luồng ý kiến khác nhau đến từ những người xung quanh bạn ấy, bạn phải biết được rằng là mỗi người thì sẽ có những cái trải nghiệm khác nhau, và từ những cái trải nghiệm khác nhau đó sẽ hình thành nên cái nhân sinh quan và cái cách suy nghĩ khác nhau của mỗi người. Đấy, cho nên là cùng một vấn đề, có người thích, có người ghét, có người cho rằng nó là tốt, có người cho rằng phải như thế khác mới là tốt. Đấy là cái chuyện rất là bình thường. Nhưng cái quan trọng ở đây không phải là người khác nghĩ như thế nào, trải nghiệm của họ như thế nào, mà là trải nghiệm của bạn như thế nào, và bạn nghĩ như thế nào, bạn cảm thấy như thế nào. Đấy, cái gì mới là cái thực sự mà bạn thích, bạn mong muốn. Ví dụ bạn có rất nhiều những khả năng đi, bạn vừa giỏi toán, bạn vừa giỏi văn, bạn vừa giỏi tiếng Anh chẳng hạn thế đi. Nếu bạn nào còn đi học, mình hình dung, mình ví dụ một cái đơn giản nhất cho các bạn dễ hình dung, thì giỏi là một chuyện thôi, nhưng mà bây giờ lựa chọn, đúng không, lựa chọn một cái môn mà để các bạn theo, hoặc một cái công việc mà các bạn sẽ làm, thì các bạn giỏi toán, nhưng mà khi các bạn làm toán thì các bạn có cảm thấy hạnh phúc như khi các bạn làm tiếng Anh không? Đấy, và các bạn cảm thấy là mình giỏi tiếng Anh và mỗi khi mình làm tiếng Anh ấy thì mình lại rất là vui nữa. Thì hãy lựa chọn những cái gì mà các bạn cảm thấy thực sự là vừa trong khả năng các bạn, mà lại là cái niềm đam mê, là cái sự hứng thú, nó gợi lên trong các bạn cái sự hứng thú mỗi khi các bạn nghĩ về nó, mỗi ngày các bạn thức dậy các bạn cảm thấy hạnh phúc với nó. Có thể là ở thời điểm hiện tại vì một cái lý do nào đó mà các bạn vẫn đang bị ràng buộc trong một cái công việc, trong một cái môi trường, trong một cái lĩnh vực mà các bạn chưa thể nào mà bứt ra được để mà tìm cho mình một cái hướng đi khác. Mặc dù các bạn cảm thấy là cái lĩnh vực đấy mình có khả năng nhưng mà nó chưa thực sự là đúng, chưa thực sự mang lại cái niềm cảm hứng cho mình ấy. Đấy, nhưng mà các bạn lại vì một lý do nào đó, vì vật chất chẳng hạn, hoặc là vì thời gian chẳng hạn, hoặc là vì hoàn cảnh chẳng hạn, các bạn vẫn phải sống với nó trong một cái giai đoạn này, thì các bạn vẫn hoàn toàn có thể là kiểu là mình tranh thủ cái khoảng thời gian, thu xếp cái khoảng thời gian của mình để song song mình xây dựng dần, mình xây dựng dần cho cái niềm đam mê, cái niềm hứng thú của mình. Đấy, mình có những khoảng thời gian trong ngày dù nó ngắn thôi nhưng mà mình dành cho nó một chút cho cái niềm hứng thú của bản thân ấy. Đấy, hoặc là các bạn tranh thủ song song với cái công việc mà các bạn vẫn đang làm ở hiện tại, hoặc là cái lĩnh vực mà các bạn, cái môi trường mà các bạn vẫn đang phải gắn bó với nó hiện tại nhưng mà nó chưa thực sự là đúng, là phù hợp với các bạn ấy, thì các bạn vẫn có thể là bắt đầu từng bước một gây dựng
cái cuộc sống mà các bạn mong muốn. Mọi thứ nó đều cần phải xây dựng từng chút một, không có cái gì gọi là đi đường tắt hoặc là nhảy cách, nhảy cóc được. Nếu như mà các bạn làm vội, làm ẩu hoặc là nhảy cóc thì nó sẽ không bền. Những cái gì mà nó xây nên một cách, muốn xây nên một cách vững chắc nhất ấy, thì nó đều phải có từng bước, từng giai đoạn một. Như là con người hay là bất kỳ một cái sinh vật nào cũng thế ấy, để mà phát triển được ấy thì vẫn phải qua từng cái giai đoạn một. Đấy, cho nên là quay trở lại với cái thông điệp, cái trọng tâm chính ấy, là để mà đưa ra được cái quyết định là đâu là cái sự lựa chọn phù hợp nhất cho bạn ở cái thời điểm này, về cả công việc, về cả cuộc sống hay là bất kỳ một cái gì, thì đầu tiên là các bạn cần phải suy ngẫm lại với chính bản thân mình. Đấy, đâu là khả năng của mình, đâu là niềm cảm hứng của mình, đâu là điều mình mong muốn. Cuộc sống mà các bạn mong muốn là cuộc sống như thế nào? Đấy, thì hãy dần dần xây dựng nó theo cái hướng như các bạn mong muốn. Và có thể ở hiện tại mọi thứ nó chưa được như vậy, vì một lý do nào đó thì bạn vẫn đang phải sống một cái cuộc sống khác với những gì các bạn mong muốn. Thì có thể từng bước một, các bạn vẫn có thể dần dần xây dựng định hướng cuộc sống của mình theo cái hướng các bạn mong muốn được. Ok, rồi với một số bạn khác ấy, nếu như mà các bạn cảm thấy là mỗi thứ mình đều đang có khả năng một chút nhưng mà nó chưa thực sự đủ để giúp cho các bạn cảm thấy tự tin lựa chọn theo một cái thứ nào ấy, thì có một cái thông điệp nữa ở đây dành cho các bạn là các bạn cần phải học thêm. Với cái lá thư Hierophant ở đây ấy, mình thấy rằng trong cái giai đoạn tới ấy, các bạn được khuyến khích là nên học thêm một cái điều gì đó. Và cái điều đấy là điều gì thì nó là với bản thân của mỗi người. Nếu như các bạn đang muốn học chuyên sâu về một cái lĩnh vực nào đấy thì đấy, câu trả lời rất là rõ cho bạn. Hoặc nếu như các bạn đang muốn bắt đầu một công việc nào đó, các bạn cảm thấy là mình cũng có một chút có khả năng có thể làm được nhưng mà chưa thực sự đủ, thì nên đi học thêm về nó. Có thể vừa học vừa làm, hoặc là học cho cảm thấy ổn những cái cơ bản rồi bắt tay vào làm. Đấy, nhưng nói chung là để mà có thể đủ tự tin được để làm được một cái gì đấy thì các bạn ít nhất các bạn cũng phải nắm được những cái kiến thức nền tảng và cơ bản nhất, những cái kỹ năng cốt lõi nhất của nó. Cho nên nếu như bạn nào còn đang chưa đủ tự tin thì các bạn nên học thêm, đào tạo thêm, nghiên cứu thêm, tìm hiểu thêm để bồi đắp thêm cái kiến thức, cái kỹ năng cho bản thân mình. Bởi vì là ở hiện tại ấy, một số bạn, với một số bạn mà mình cảm thấy bạn động vào đâu, bạn cũng cảm giác rất là mình biết một chút nhưng mà chưa đủ tự tin ấy, mình thấy là bạn đang làm ôm đồm quá là nhiều thứ, bạn đang kiểu là lướt trên bề mặt của tất cả mọi thứ mà không thực sự đi chuyên sâu vào một thứ nào. Cho nên là với trường hợp này thì mình, các cụ ta có cái câu là một nghề cho chín còn hơn chín nghề ấy. Thì trước khi mà các bạn lướt sang một thứ khác ấy thì ít nhất là các bạn hãy dành đủ thời gian và đủ năng lượng để mà trở thành, ít nhất không cần phải trở thành chuyên gia nhưng mà ít nhất cũng nên trở thành một người có cái am hiểu vững chắc nhất định vào một cái lĩnh vực nào đó, rồi các bạn hãy chuyển sang thứ khác. Đấy, khi mà các bạn tập trung vào bản thân này, đấy, lắng nghe cái tiếng nói ở bên trong mình này, rồi học thêm, trau dồi thêm những cái kiến thức, những kỹ năng cho bản thân mình, và các bạn đủ kiên nhẫn ấy, thì lúc đó các bạn sẽ tìm ra được cái sự lựa chọn đúng đắn nhất dành cho các bạn. Còn nếu như mà các bạn chỉ hời hợt và lướt qua mỗi thứ một tí thôi thì cái gì nó cũng sẽ luôn luôn ở cái trạng thái lưng chừng, và cuối cùng bạn sẽ không đi thể đi được đến đích của bất kỳ một cái nào cả. Hoặc nếu như các bạn có một cái khả năng, một cái năng khiếu nhưng các bạn không đào sâu vào nó, các bạn không trau dồi nó ấy, thì nó vẫn mãi mãi nó sẽ chỉ là một cái mầm thôi, nó không thể lớn lên được. Và các bạn sẽ không bao giờ có đủ tự tin để mà đi theo cái lĩnh vực đó, mặc dù các bạn có mong muốn đi chăng nữa. Cho nên cái thông điệp ở đây dành cho các bạn tụi một ấy là cái sự quyết đoán này, cái sự tập trung vào bản thân, cái sự đầu tư thời gian, tâm huyết cho những thứ mà bạn mong muốn xây dựng cho cuộc sống của các bạn, và hơn nữa là cái sự kiên nhẫn trong cái hành trình tiếp theo. Thì đấy chính là những cái thông điệp mà mình lắng nghe được hôm nay dành cho các bạn chọn tụi một. Cảm ơn các bạn chọn tụi 1 rất là nhiều nhá. Hello, xin chào các bạn chọn tụi 2, là các bạn đã chọn bức tranh số 2. Và bây giờ thì mình sẽ cùng 6 bài và kết nối năng lượng với các bạn để xem là thông điệp ngẫu nhiên dành cho các bạn tụi 2 trong cái thời gian này là gì nhá. Kết nối năng lượng dành cho các bạn chọn tụi 2.
mỗi năng lượng dành cho các bạn chọn từ 2. Không biết là ở trong video các bạn có cảm thấy bị ồn không, bởi vì là có một nhà hàng xóm của mình đang sửa nhà ấy, cho nên nếu như mà có cái tiếng ồn ở trong video ấy thì mong là các bạn thông cảm nhé. Bây giờ cũng đang là buổi chiều cuối tuần nên là cái mọi người thì đang được nghỉ ở nhà, cho nên là cái không gian ấy nó cũng ồn ào hơn ngày thường, thì các bạn thông cảm. Kết nối năng lượng với các bạn chọn tổ 2. Kết nối năng lượng với các bạn chọn tổ 2. Thông điệp để cho các bạn chọn tổ 2 là gì? Các bạn có 7 gậy. Các bạn có 7 xu. Các bạn có 9 kiếm. Các bạn có nữ hoàng xu. Và các bạn có Trantis. Đối với các bạn chọn tụ 2 thì cái thông điệp mà mình lắng nghe được dành cho các bạn ấy, đó là cái sự chăm chỉ, cái sự cần mẫn, cái sự mà trong dân gian chúng ta có câu là đào sâu cuốc bẫm ấy, cày sâu cuốc bẫm. Tức là ở hiện tại thì mình thấy rằng là cái cuộc sống của bạn ấy nó đang gặp phải một cái khó khăn, hoặc là một chút cái kẹt, một chút cái bế tắc về mặt tài chính đấy. Các bạn đang có một cái món nợ nào đó về mặt tài chính, hoặc là các bạn đang có một cái hoàn cảnh nào đấy cần phải dùng đến tiền, cần phải dùng đến tiền bạc vật chất, và các bạn đang phải nỗ lực rất là nhiều đấy, các bạn đang chăn trở rất là nhiều, các bạn đang cảm thấy là bị tắc ở cái điểm đấy, bạn chưa tìm ra được cái cách để mà có được cái món tiền đó, hoặc có đủ cái cơ sở vật chất đó để mà làm được theo cái kế hoạch của các bạn, đạt được cái mục đích của các bạn, hoặc là trả được cái món nợ của các bạn. Cho nên mình thấy là cái khó khăn đối với các bạn tụ 2 ở thời điểm hiện tại ấy, nó thiên về mặt vật chất, tiền bạc, tài chính hơn. Đấy, nó vật chất nó cũng khá là rộng, có thể nó là về tài chính, tiền bạc, hoặc cũng có thể nó là về công việc của các bạn. Một số bạn tụ 2 thì đang khó khăn trong việc tìm việc. Một số bạn thì đang khó khăn trong cái việc là các bạn tìm được việc rồi, các bạn đang đi làm rồi, nhưng mà cái công việc đấy nó chưa được ổn. Mà chưa được ổn ở đây là mình thấy thiên về cái mặt thu nhập, cái mặt lương thưởng, hoặc là cái mặt vị trí ở trong công việc. Nó có nhiều những cái khó khăn, nó có nhiều áp lực, nhưng mà những cái chế độ đãi ngộ và những cái thù lao các bạn nhận được thì nó lại chưa thực sự là đủ xứng đáng để cho các bạn có cái sự đảm bảo về cuộc sống, để mà các bạn có thể tập trung vào cái công việc đấy. Đấy, tức là các bạn vừa phải cân với những cái áp lực trong công việc, nhưng đồng thời các bạn cũng phải tự xoay sở với những cái khó khăn, những cái sự thiếu thốn về mặt vật chất. Đấy, thì xoay đi xoay lại ấy, nó cũng là những cái sự đang bế tắc, đang bị kẹt về cái yếu tố về vật chất và tiền bạc tài chính. Thì đấy là vấn đề của các bạn tụ 2. Và để mà các bạn có thể tháo gỡ được cái vấn đề này trong thời gian tới ấy, thì cái thông điệp mà mình nhìn thấy được ở tụ 2 ấy, đó là cái sự chăm chỉ, cái sự cần mẫn, cái sự cày sâu cuốc bẫm và cái sự cẩn thận trong công việc. Không còn cái điều gì gọi là có thể hỗ trợ các bạn được hơn là chính bản thân các bạn, chính cái sự nỗ lực, cái sự tự lực, tự thân của các bạn. Đấy, nếu như mà chúng ta không chăm chỉ ấy, chúng ta không tích cực ấy, chúng ta không tích cực xây dựng, không tích cực tìm kiếm, thì chúng ta cũng không thể nào mong chờ một cái vận may hay một cái sự may mắn nào, hay là thu hút được một cái điều tốt đẹp nào nó từ trên trời nó rơi xuống đến chúng ta được. Nếu như mà những người mà người ta may mắn trong cuộc sống ấy, họ cũng phải là một người tích cực, họ cũng phải là một người chăm chỉ và cố gắng. Khi mà bạn càng chăm chỉ, bạn càng cố gắng thì bạn sẽ tự tạo ra được nhiều những cái sự may mắn cho chính bản thân mình. Bởi vì sao? May mắn nó chỉ đến với những người chăm chỉ và nỗ lực và tích cực thôi. Bởi vì sao? Đấy là bạn chăm chỉ bạn làm, đúng không? Bạn bước đi đến cái bước này thì bạn sẽ nhìn được những cái cơ hội ở cái thời điểm đấy.
Và nếu bạn tiếp tục tích cực và tiếp tục chăm chỉ nắm bắt được những cơ hội đấy và phát huy nó, bạn đi đến tiếp những cái bước tiếp theo, thì rồi những cái may mắn, những cơ hội ở cái bước tiếp theo đấy nó sẽ lại đến với các bạn. Và nếu những người chăm chỉ và những người tích cực, những người nỗ lực thì họ lại tiếp tục phấn đấu như thế. Đấy, cho nên là họ đã, những cái điều tốt đến với họ thì nó lại là cái đòn bẩy để họ trở nên tốt hơn. Và ở cái mức tốt hơn đấy thì nó sẽ có những cái đòn bẩy tốt hơn và giúp cho họ lên được những cái mức cao hơn nữa. Và đấy là cái đà để cuộc sống của họ cứ thế phát triển, và họ có thể giải quyết được những cái khó khăn của cuộc sống của mình. Nhưng đầu tiên xuất phát điểm cũng phải là từ cái nội lực ở bên trong bản thân của họ đã. Còn nếu như bạn chỉ nằm một chỗ và bạn nghĩ rằng là chờ đợi một cái sự may mắn ấy, thì dù may mắn nó có đến ấy, nó gõ cửa nhà bạn ấy, nhưng mà bạn cứ nằm một chỗ, bạn không ra mở cửa để chào đón nó, đúng không? Mà không làm gì thì rồi may mắn đấy nó cũng sẽ vụt mất thôi. Đấy, ngay cả cái luật hấp dẫn cũng như thế. Nhiều người nghĩ rằng là chỉ cần thực hiện những phương pháp tưởng tượng hay là tự kỷ ám thị mỗi ngày thì luật hấp dẫn sẽ đến phát hiện tác dụng với các bạn. Và rồi các bạn hỏi mình là tại sao bạn vẫn thiền, bạn vẫn tưởng tượng, bạn vẫn tự kỷ ám thị mỗi ngày mà sao những cái điều bạn mong muốn nó không đến ấy? Thì cái đấy ấy, thực ra nói cái này nó hơi phũ một chút, nhưng mà nó như kiểu là bạn nằm chờ xung dụng ấy. Đấy, bạn không hành động. Cái sự quan trọng nhất của cái luật hấp dẫn ấy, nó vẫn là hành động. Luật hấp dẫn là gì? Nó cũng chỉ là một cái luật, một cái quy luật trong tự nhiên, trong vũ trụ thôi. Rằng bạn là ai, bạn tỏa ra cái tần số năng lượng như thế nào, và bạn hành động như nào, bạn sống theo cái hướng nào, thì những cái thứ giống như thế, cùng tần số như thế, nó sẽ được thu hút lại vào cuộc sống của các bạn. Đấy, bạn tưởng tượng, bạn tự kỷ ám thị để làm gì? Là để bạn xây dựng được cái niềm tin trong bạn. Và khi mà bạn tin tưởng mạnh mẽ một cái điều gì đấy, thì tự khắc những cái hành động, những cái lời nói, tất cả mọi thứ trong cuộc sống của bạn ấy, bạn sẽ điều khiển nó theo hướng đấy. Và khi mà bạn đi theo hướng đấy, bạn tỏa ra cái năng lượng của cái hướng đấy, thì những cái con người trong cái môi trường đấy, đúng không, cộng bước vào một cái môi trường như thế nào, bạn sẽ gặp những cái hoàn cảnh như thế, bạn sẽ gặp những con người như thế. Đấy, bạn nỗ lực làm việc kiếm tiền, bạn sẽ gặp những con người cũng nỗ lực làm việc kiếm tiền như bạn, và họ sẽ mang đến cho bạn những cơ hội. Và bạn chăm chỉ, bạn nỗ lực, bạn nắm bắt những cơ hội đấy và bạn làm, thì rồi bạn sẽ càng gặp được nhiều cơ hội hơn. Và đấy, đấy là cách để mà người ta cứ xây dựng một cộng đồng cùng từ tần số năng lượng với nhau. Còn những người bi quan thì họ sẽ lại tìm những cái người mà có cái cảm nhận về cuộc sống, cách nghĩ về cuộc sống bi quan giống như họ, và rồi họ cũng lại tạo thành một cái cộng đồng như vậy. Và họ bi quan về tất cả mọi thứ trong cuộc sống, và rồi họ, những cái chuyện bi quan đấy nó cứ xảy đến với họ. Bởi vì dù cho cái điều tốt đẹp có đến với họ thì họ cũng sẽ nhìn nhận nó theo cái hướng của con mắt bi quan. Đấy, cho nên là quay trở lại với câu chuyện của bạn ấy, thì cái đầu tiên mà các bạn cần làm để giải quyết được cái vướng mắc về tài chính vật chất này ấy, là nó đến từ cái nội lực chính bản thân các bạn. Nếu như các bạn còn có một cái sức ý lớn thì các bạn cần phải tự vực bản thân mình dậy. Không ai khác có thể cứu các bạn được. Dù cho những cái lời khuyên hay ở trong sách, ở những cái người nổi tiếng, những người thành công trong thế, trên thế giới, hay là những cái sự truyền cảm hứng, hay là những cái như các bạn xem cái trải bài tarot này, mình có giúp cho các bạn đưa ra những cái lời khuyên, những cái sự gợi ý, những cái thông điệp ấy, thì nó cũng chỉ là những cái bên ngoài các bạn thôi, các bạn chỉ nghe thôi. Nhưng nếu các bạn không tự vực bản thân mình dậy thì rồi nó cũng sẽ trôi qua tai của các bạn, và nó tan biến mất, nó không giúp ích gì được cho các bạn cả. Cho nên là cái điều quan trọng là sau khi các bạn đã nhận ra được vấn đề của bản thân mình rồi, thì các bạn có đủ cái động lực để tự các bạn đứng dậy và đi xây dựng cái cuộc sống mà các bạn mong muốn hay không, tháo gỡ những khó khăn mà các bạn đang gặp phải hay không. Đấy là cái điều đầu tiên. Rồi thứ hai nữa là trên cái hành trình của các bạn ấy, nó có nhiều những cái khó khăn, nó cần cái sự chăm chỉ của các bạn. Không phải là các bạn chỉ làm một ngày là xong, là không cần phải làm nữa. Cuộc sống nó vẫn tiếp diễn. Và khi mà bạn lên được một cái mức nào đó, thì các bạn sẽ lại gặp phải những cái thử thách tương xứng với cái mức đấy của các bạn. Chứ không bao giờ có chuyện là nó sẽ dễ dàng đi cả. Các bạn có nghe thấy cái câu là khi mà bạn đạp xe lên dốc ấy, thì các bạn sẽ cảm thấy mệt, đúng không? Bạn cần phải nhiều sức hơn, bạn cần phải gồng mình hơn, cố gắng hơn, nỗ lực hơn. Nhưng đấy là khi các bạn đang đi lên. Còn nếu mà các bạn cảm thấy là mọi thứ nó cứ trôi tuồn tuột, nó rất là dễ, nó rất là đơn giản,
bạn không cần phải cố một chút nào cả. Thì đấy là khi mà các bạn đang đạp xe xuống, đi xe xuống dốc ạ. Các bạn không cần phải đạp, các bạn không cần dùng sức, mọi thứ nó cứ thế nó trượt. Nhưng mà nó là cái sự trượt, trượt dốc. Cho nên là hãy cẩn thận khi mà mọi thứ nó quá là dễ dàng, hoặc là khi mà bạn quá dễ dàng với bản thân mình. Đấy. Đôi khi nếu như một ngày bạn tỉnh dậy và bạn cảm thấy mọi thứ nó quá khó khăn ấy, thì hãy tự động viên với bản thân là mình đang trên cái đà đi lên. Và nếu như mình vượt qua được cái khó khăn này thì mình sẽ có được những thứ tốt đẹp mà mình mong muốn. Hãy tự động viên bản thân như vậy và đứng dậy đi làm, giải quyết những cái khó khăn đấy. Đến cuối ngày khi mà bạn giải quyết xong những khó khăn đấy rồi ấy, hoặc là giải quyết được một phần nào rồi mà các bạn trở về nhà, các bạn sẽ cảm thấy mãn nguyện, thoải mái và hạnh phúc hơn nhiều so với việc là các bạn cứ nằm ở nhà hoặc là nằm một chỗ để mà suy nghĩ mông lung trong khi mọi thứ nó vẫn tồn tại ở đấy. Đó. Và mọi thứ nó không thể nào mà chỉ trong ngày 1, ngày 2 mà có thể giải quyết được. Nó cần cả một quá trình. Bạn kiếm tiền cũng thế đúng không? Bạn duy trì cuộc sống vật chất đầy đủ cũng thế. Bạn muốn phát triển về tiền bạc, tài chính, công việc cũng thế. Nó phải luôn luôn là cái sự nỗ lực, là cái sự chăm chỉ. Giống như cái năng lượng của lá 7 xu này này, và cả năng lượng của lá Queen of Pentacles nữa. Đấy, bạn hoàn toàn có cái cơ hội để mà giải quyết được những cái khó khăn về mặt tài chính này. Đấy, mọi cánh cửa nó cũng đang mở ra với bạn. Các bạn hoàn toàn có những cái cơ hội sắp tới nó đang chờ đón các bạn. Nhưng trước tiên là các bạn cần phải là người hành động đã. Và các bạn hãy đủ kiên nhẫn, hãy đủ chăm chỉ đi, thì rồi các bạn sẽ chạm được đến những cái cơ hội đấy. Hoặc là khi các bạn gặp cơ hội đấy, các bạn sẽ biết cách để mà nắm bắt lấy nó. Đấy. Rồi thứ hai nữa là các bạn cần phải cẩn thận và chỉn chu hơn trong tất cả mọi lĩnh vực trong cuộc sống các bạn. Khi mà mình nhìn thấy cái lá Trusted ở đây ấy, thì cái thông điệp nó đến với mình ấy là cái sự cẩn thận và chín chắn. Bạn, trước khi mà bạn làm một cái điều gì trong cuộc sống, dù chỉ là một lời nói hay là một hành động nhỏ trong cuộc sống hàng ngày của bạn thôi, bạn cũng cần phải suy nghĩ chín chắn trước khi bạn làm. Mình cảm giác các bạn mang năng lượng của tụi 1 ấy, à tụi 2 ấy, là các bạn mang năng lượng khá là trẻ. Dù các bạn ở tuổi nào đi chăng nữa, nhưng mà bạn cần phải tôi luyện hơn về cái sự suy nghĩ thấu đáo. Đấy. Khi mà các bạn gặp khó khăn ấy, thì mình thấy rằng là các bạn đang có cái xu hướng là bị tắc lại trong cái sự khó khăn đấy, bởi cái sự lo sợ, bởi cái sự lo lắng, bởi cái sự sợ hãi, và nó triệt tiêu mất hành động của các bạn. Còn trong cuộc sống ngày thường ấy, thì các bạn lại suy nghĩ mọi thứ rất là đơn thuần. Bạn thấy rằng bạn là một người bộc trực, bạn nó nghĩ gì nói nấy, nhưng mà không phải. Nó là cái sự thiếu cái sự cân nhắc trước sau ấy, trong bất kỳ một cái hành động hay lời nói như thế. Bạn thấy gì là bạn sẽ nói như thế, bạn nghĩ gì là bạn sẽ nói ra như thế. Mà đôi khi nó thiếu mất cái sự cân nhắc rằng là cái điều đấy có đáng nói hay không, có nên nói hay không, hay là nên diễn đạt theo cách nào. Hoặc là khi mà bạn muốn làm cái gì là bạn sẽ làm ngay, và bạn chưa cần lường trước được là cái hậu quả về phía sau ấy nó sẽ như thế nào. Đấy, cho nên cái điều tiếp theo mà các bạn cũng cần phải rèn luyện ấy là sự chín chắn và tỉ mỉ và cẩn thận hơn trong từng cái lời nói, trong từng suy nghĩ của các bạn. Đôi khi đúng không, chúng ta rất là bực tức, chúng ta rất là giận, nhưng mà chúng ta có thể nói ra, xả ra những lúc đấy thôi. Nhưng mà một vài giây sau khi mà cơn giận dỗi nó đi qua rồi ấy, thì chúng ta thấy là những cái lời chúng ta nói ra ấy, nó có thể làm tổn thương người khác, hoặc là nó có thể làm phá tan mất cái bầu không khí, hoặc nó có thể gây ra những cái vấn đề mà chúng ta sẽ phải giải quyết rất là phức tạp về sau. Nhưng nếu chúng ta có thể kiểm soát được bản thân tốt hơn trong cái cơn giận đấy, đúng không? Chúng ta có thể là chờ cho đến khi cái cơn giận nó lắng xuống và chúng ta đủ cái sự tỉnh táo và lý trí rồi, thì chúng ta sẽ quyết định xem là mình nên nói gì và mình nên làm gì ấy. Thì lúc đấy nó cũng chưa muộn, nhưng mà chúng ta sẽ sáng suốt hơn, và chúng ta tránh được cái việc làm tổn thương người khác, tổn thương bản thân, cũng như là phải gây ra những cái hậu quả đáng tiếc. Nên là đương nhiên cái việc này nó cũng rất là khó, và nó đòi hỏi một quá trình dài rèn luyện với bản thân ấy. Đó. Thì đối với các bạn tụ 2, đây là cái điều mà các bạn cũng rất cần phải bắt đầu ý thức về bản thân mình và rèn luyện trong thời gian tới. Còn một số bạn, nếu như là bạn đang kiểu là nghĩ gì nói lấy, nghĩ gì làm lấy ấy, mà chưa lường trước được những cái hậu quả về phía sau ấy, thì các bạn cần chậm lại một chút, chậm lại một nhịp trước những cái lời nói, trước những cái hành động của mình, và nhìn lại xem là mình có nên nói như thế không, mình có nên làm như thế không,
hay là cùng một cách như thế, nhưng mình nên nói, mình nên làm như thế nào thì nó sẽ tốt hơn. Tức là mình cần cái sự thấu đáo hơn ấy. Các bạn cần cái sự thấu đáo hơn, cần cái sự suy xét nó cẩn trọng hơn trong cái cuộc sống không ạ? Đấy. Thì đó chính là những cái thông điệp mà mình thấy được đối với các bạn tụ hai trong cái thời gian tới. Nếu như các bạn nào mà đang gặp phải cái vấn đề như mình vừa mới nêu ra ở trên, thì các bạn hãy thử cân nhắc đến những cái lời khuyên này, thông điệp này, và bắt đầu áp dụng nó trong cuộc sống các bạn, điều chỉnh từng ngày một, thì nó sẽ giúp cho các bạn có thể tháo gỡ được dần dần những cái khó khăn, những cái bế tắc trong cuộc sống các bạn. Thì đó chính là những cái thông điệp mà mình muốn gửi tới các bạn trong ngày hôm nay. Ok, cảm ơn các bạn đã xem trải bài hôm nay, và chúc các bạn sẽ có thật nhiều điều tốt lành trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé.